Lời tiên tri được tiên đoán cách đây 46 năm đang được ứng nghiệm. Lời tiên tri này được tiên đoán bởi một bà lão 90 tuổi ở Na Uy 46 năm trước nói về những sự kiện xảy ra trước khi Đấng Christ trở lại lần thứ nhì. Một nhà truyền giảng tên Emmanuel Minos chép xuống những lời tiên tri này vào năm 1968 và ông nghĩ rằng nó quá khích cho nên ông cất nó đi. Gần đây ông xem lại những lời tiên tri và đã thấy rất ngạc nhiên khi thấy rằng nó không phải là quá khích nữa nhưng nó trở nên bình thường trong xã hội chúng ta. Một bà lão 90 tuổi từ vùng Walters ở Na Uy đã thấy khải tượng từ Chúa vào năm 1968. Nhà truyền giảng tin lành Emmanuel Minos đã từng có những buổi nhóm tại nơi bà sinh sống. Ông đã từng có cơ hội để gặp bà và bà đã nói với ông những điều bà đã thấy được. Ông ghi chép lại nhưng vì nghĩ rằng không hiểu gì được nó cho nên ông đã cho nó vào hộp tủ kéo. Sau đó gần 30 năm, ông hiểu rằng ông cần phải chia sẻ khải tượng với người khác. Cụ bà từ Voldres là một người rất tỉnh táo, rất đáng tin cậy, rất sáng suốt và là một tín đồ cơ đốc có thể tin được với những danh tiếng tốt giữa những người biết bà. Và đây là điều mà bà đã thấy. Tôi thấy thời điểm vừa trước khi Chúa Giêsu trở lại và Thế chiến thứ ba bùng nổ. Tôi đã thấy những sự việc với chính cặp mắt thiên nhiên của tôi. Tôi thấy trái đất như một quả bóng và tôi thấy châu Âu từng quốc gia một. Tôi thấy Scandinavia, tôi thấy Na Uy. Tôi thấy vài điều xảy ra trước khi Chúa Giêsu trở lại và vừa trước khi những thảm họa cuối cùng xảy ra. Một tai họa giống như là chúng ta chưa từng chứng kiến bao giờ. Thứ nhất, đầu tiên trước khi Chúa Giêsu đến và trước khi Thế chiến thứ ba bùng nổ, ngoài kia sẽ có một sự bội đạo như là chúng ta chưa từng có bao giờ. Sẽ có hòa bình giữa những thế lực cường quốc từ Đông Phương và Tây Phương. Sẽ có một sự hòa bình lâu dài. Ghi chú nên nhớ rằng đây là năm 1968 giữa lúc chiến tranh lạnh đang ở cao điểm, Emmanuel Minos. Trong thời kỳ hòa bình sẽ có sự dỡ vũ trang trong nhiều quốc gia và tại Na Uy nữa và chúng ta không được chuẩn bị khi Thế chiến xảy ra. Thế chiến thứ ba sẽ bắt đầu bằng một cách không ai ngờ và tại một nơi không ai nghĩ đến. Thứ nhì, một sự hăm hẩm không thể so sánh sẽ thống trị những tín đồ cơ đốc, một sự thối lui khỏi niềm tin cơ đốc chân chính sống thực. Tín đồ sẽ không chấp nhận những lời giảng đâm sâu vào lòng. Họ sẽ không thích như là những thời buổi trước đây, nghe về tội lỗi, ân điển, luật pháp và phúc âm, sự an năn và sự phục hồi. Sẽ có một điều thay thế vào đó, cơ đốc giáo thịnh vượng, sung mãn. Điều quan trọng sẽ là để có được sự thành công, để trở nên cái gì đó, để có được vật chất, những điều mà Đức Chúa Trời chưa hề hứa với chúng ta một cách như thế. Các đền thờ và những nhà cầu nguyện sẽ trở nên càng ngày càng trống vắng. Thay vì những lời giảng dạy mà chúng ta đã từng có từ nhiều đời như là hãy vác thập tự mà theo Chúa, sự giải trí, nghệ thuật và văn hóa sẽ xâm chiếm các hội thánh nơi mà họ đáng lẽ phải nhóm lại cho việc ăn năn tội và phục hưng. Những điều này sẽ gia tăng rõ rệt vừa trước khi Chúa Giêsu đến. Thứ ba, sẽ có một sự suy đồi đạo đức mà Na Uy xưa kia chưa từng kinh nghiệm như vậy. Người ta sẽ sống chung như là đã cưới gả nhưng không cần cưới gả. Ghi chú, tôi không tin là khái niệm sống chung thân đã hiện hữu vào năm 1968. Nhiều sự ô uế trước khi cưới gả và nhiều cuộc ngoại tình sẽ trở nên tự nhiên và sẽ được biện hộ từ mọi khía cạnh. Nó sẽ vào những vòng người tín đồ và chúng ta sẽ nuôi nấng nó, kể cả việc vi phạm đến thiên nhiên. Trước khi Chúa Giêsu trở lại sẽ có truyền hình, những chương trình truyền hình mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm. Ghi chú, TV vừa mới đến Na Uy lúc 1968. TV sẽ đầy những sự bạo lực và nó sẽ dạy người ta giết hại và tiêu diệt lẫn nhau. Và đường phố chúng ta sẽ không an toàn nữa. Ghi chú, bà không biết danh từ kênh truyền hình mà chúng ta dùng ngày nay, vì vậy bà dùng từ đài phát sóng. TV sẽ trở nên giống như radio, có nhiều đài radio. Và nó sẽ đầy những điều bạo lực. Người ta sẽ dùng nó cho việc giải trí thay vì để nghe tin tức. Chúng ta sẽ thấy những hình ảnh giết người, kinh dị và tàn phá lẫn nhau. Và điều này sẽ lan tràn trong xã hội. Những hình ảnh xác, dâm dục cũng sẽ được chiếu lên màn ảnh. Những cảnh ân ái nhất xảy ra trong một hôn nhân. Ghi chú, tôi phản đối và nói chúng ta có một điều luật cấm những điều này. Cụ bà đáp, nó sẽ xảy ra và anh sẽ trông thấy nó. Nhưng vì chúng ta đã từng có sẽ bị phá hủy và những điều không đứng đắn nhất sẽ diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Thứ tư, những người từ quốc gia nghèo sẽ chạy ào vào châu Âu.
Di trú. Vào năm 1968, không có chuyện gọi là di trú di cư, ông Emmanuel Minos nói. Họ cũng sẽ đến Bắc Âu và Na Uy. Sẽ có rất nhiều người đến và người ta sẽ bắt đầu không ưa thích họ. Họ sẽ bị đối xử như là người Do Thái trước khi Thế chiến thứ hai. Sau đó số lượng tội lỗi chúng ta sẽ đầy trọn. Tôi phản đối vấn đề về di trú. Lúc đó tôi không hiểu về nó. Nước mắt chảy dài từ đôi mắt của cụ bà. Tôi sẽ không thấy nó, nhưng anh sẽ thấy. Và thình lình Chúa Giêsu sẽ đến và Thế chiến thứ ba sẽ xảy ra. Nó sẽ là một cuộc chiến tranh ngắn và bà thấy nó trong khải tượng. Những gì tôi đã từng thấy về chiến tranh trước đây chỉ là trò chơi trẻ con đối với chiến tranh này. Và nó sẽ chấm dứt với một quả bom nguyên tử. Không khí sẽ bị ô nhiễm đến nỗi người ta không thể hít thở. Nó sẽ phủ trùm nhiều lục địa, châu Mỹ, Nhật, Úc Châu và những quốc gia giàu có. Nước uống sẽ bị hỏng và chúng ta không thể xới đất lên được nữa. Kết quả là sẽ có một số ít người sống sót. Những người sót lại tại những quốc gia sang giàu sẽ tìm cách di tản đến những quốc gia nghèo. Nhưng họ sẽ đối xử khó khăn với chúng ta như là chúng ta đối xử với họ vậy. Tôi rất vui mừng vì tôi sẽ không trông thấy được nó. Nhưng khi thời gian sắp gần đến, anh phải lấy can đảm mà nói điều này. Tôi đã nhận lấy nó từ nơi Đức Chúa Trời. Và không điều gì đi ngược với những gì Kinh Thánh nói. Những người mà tội lỗi đã được tha và có Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc và chủ tể sẽ được ổn. 1968, lời tiên tri từ cụ bà 90 tuổi người Na Uy. Kính nhờ các bạn chia sẻ. Tìm lại video này tại kênh hấp dẫn.com www.youtube.com/hấp dẫn.com/videos. Muốn biết thêm về Chúa Giêsu, mời bạn viếng xem trang web www.yesu.com.